Ok, hello, Hiếu xin chào cả nhà nha. Chào tất cả anh em đã trả lời với kênh của Hiếu Chuột Vlog nha. Thì hôm nay thì Hiếu không đi săn bắt ong với nhà ơi. Thì Hiếu đi bắt chuột. Mà Hiếu không có đặt nhiều như xưa nữa. Tại vì anh em ra đặt rất là nhiều nên Hiếu không đi đặt. Tại Hiếu đi bắt ong. Lâu lâu thì đặt dạng mà giải trí, chia sẻ cho cô dì chú bác xem thôi. Đó. Thì đặt một ít bẫy để kiếm chuột làm thịt ăn thôi, chứ không có đặt bán như ngày xưa nữa nha. Nhưng mà cái tay nghề đặt vẫn như xưa đó. Thì bây giờ đồng đây thì cô Hiếu nè, cắt trơn rồi nè đó, khá là êm. Giờ thì Hiếu sẽ đặt mấy con kinh này nha. Mấy con kinh kia thì có mấy ông anh cũng đặt rồi, có gì tối Hiếu sẽ review cho cả nhà xem đó. Mấy con kinh mở đó nha đó. Thì Hiếu đặt không mấy cái bẫy gì thôi nhà ơi đó. Bây giờ thì Hiếu đặt xong á, Hiếu sẽ đi review cho cái nhà xem nha. Tại Hiếu quay bằng cái điện thoại, Hiếu cầm á, rồi Hiếu không có vừa đặt mà vừa quay được, cái nhà thông cảm cho Hiếu nha. Hiếu đặt xong á rồi Hiếu sẽ review cho cái nhà xem sao. Ok. Giờ thì Hiếu úp máy nha. Ok, cái nhà ơi, nãy giờ thì Hiếu cũng đặt xong rồi cái nhà. Đây. Trơn bẫy rồi. Đó. Đặt từ ngoài vô tới đây mới hết nè. Cũng mười mấy hai chục cái rồi mà đặt từ ngoài đó vô đây á. Này, chuột bây giờ nó cũng ít rồi đó. Đây nha, cánh đồng rất là rộng mênh mông nha. Đẹp. Nếu mà Hiếu đi lúc trước Hiếu đi đặt ở cái nhà biết sao không? Đặt từ mấy kinh trên đó đó, 1 2 3 4 kinh luôn, có thể đặt xuống đó thêm hai cái nữa mới hết vậy. Tại vì Hiếu đặt tới 3 470 lần đó nha. Rất là rộng luôn, mênh mông luôn đó. Thì dưới đó cũng có người đặt rồi đó, bỏ con kinh kế bên đây rồi dưới đó cũng có người đặt rồi, bên trên đó 3 con kinh đó cũng có người đặt hết trơn rồi, có 2 vợ chồng của anh kia đặt. Có gì tối Hiếu sẽ review cho nhà xem ngoài đó đó. Thì Hiếu đặt có mấy cái ở nhà đây, tối chuột nó xuống ruộng đó nha, nó lên đây nè, nó cái đường nè, đặt đây nè cả nhà, trời ơi nè, đặt chặn nó tối xuống nó kiếm ăn á, tại cắt lúa rồi còn lúa rớt hột á nó sẽ ăn á nha. Đặt lâu lâu mới có luồng, ô đây có luồng luồng cũ quên đặt nha. Đó nha, thấy không, không mồi gì đó, tối là xuống chuột xuống dưới đó ăn rồi chạy lên dính rồi đây vậy thôi cái nhà ấy. Đây cảnh ruộng này, thiên nhiên rất là đẹp, mênh mông lên đang lên nước cho dịch. Này là mùa vụ này là anh em cô dì chú bác á, cắt xạ là rất là nhanh cho kịp vụ ba này. Đó, cho đường nước nè, tối cái này chắc chắn là dính, sợ nó né không nữa nè, dính chắc được, được. Không khó, ít luồng xưa quá trời đường xưa rồi, chuột thôi mênh mông. Giờ càng ngày càng làm nhiều nên ít lợi đây, chú đặt bên đây một cái nữa nha. À, mong cái nhà xem thấy thường Hiếu á, rồi Hiếu xin một like, một lượt đăng ký để Hiếu tiếp tục làm những cái video tiếp theo. Thì Hiếu chuyên gia đi bắt ong nó, tại vì mình đi bắt ong á thì chân trải cuộc sống nó có tiền hơn. Mình đi đặt chuột như vậy á, nó không có trượt trúng như xưa, nó đặt thì đêm 4-5 kg rồi chi phí xăng dầu kiểu, rồi mình đi á xa chạy đồng rồi gặp anh em đặt nhiều nữa, rồi gặp bẫy tật. Nói chung anh em nào đặt chuột là sẽ hiểu cái điều đó liền à. như anh em đi bắt ong nhiều khi chuyện này chuyện kia mà ong nó hiếm thiệt, chứ nhiều khi một ngày mình đi được 1 lít đi nó cũng có đỡ rất khá. Còn mà chuột này đi nhiều khi ngày được mấy trăm ngàn, 100, 200 không biết được không nữa, trừ ra hết trơn lỗ đi săn cộ nữa. Để đặt cái nè, không có được nhiều nên là Hiếu bỏ ngày luôn. Chung này cũng đặt kiếm chuột đồ ăn đó, đường mòn nè, đường y như đường xe tăng luôn nè. Tối sẽ chạy vào đây, cái đồng này thì lúa cắt hết như vậy á, thì chuột con nhiều nha cả nhà, chuột rắn á rất là nhiều. Đây, đặt dưới ruộng luôn mà tối chạy vô hang thì nó ra đây nó ăn nè. Đó, và cái lúa gớt dưới đây nè, thì tối nó quay về thì nó chạy ngang đường nó sẽ dính nha. Hiếu sẽ review vài cái cho cái nhà xem thôi, cái gì tối á Hiếu đi thăm rồi Hiếu sẽ review thêm cho cái nhà xem nha. Đấy, cái đó luôn nè, chạy đây nè, tối ra đây ăn xong cái chạy đường cũ về để nó dính liền. Đấy, cái nè hàng đó kìa, tối thì nó ra rồi xong rồi nó ăn xong cái tới lúc mùa ấy nó chạy về
về vô. Ok, thì Hiếu sẽ review như đây thôi. Có gì tối á thì Hiếu thăm rồi Hiếu sẽ review cho cái nhà xem. Rồi có trồng khá đẹp luôn nha, mình mong luôn. Hai bên đó cũng có hai anh đồng nghiệp nữa, tại vì nãy anh kia nói nó cũng có người đặt nữa, anh mới chỉ xuống đây nè, xuống đây đi, còn kinh này chưa đặt, kêu Hiếu đặt. Mà kinh này ở trên chuột ít, mấy kinh trên đó chuột rất là nhiều luôn đó nha, tại mấy kinh đó lúc trước là Hiếu đặt đó là một đêm mười mấy ký luôn, năm trước hai mấy ký cũng có, tớ đặt từ một đêm mười mấy ký, hai chục ký mới có kiếm sống được, giờ đặt đêm mà đen cái nha. Đêm mày đặt được 3-4 ký, 3-4 ký không bán không đủ tiền uống phê đổ xăng cái gì vậy đó cả nhà, cho nên Hiếu cũng bỏ một đặt. Mong cả nhà cũng vẫn xem theo dõi cái kênh của Hiếu. Hiếu thành thật cái lời cảm ơn. Thôi giờ Hiếu úp ra cái nhà, tối Hiếu thăm Hiếu sẽ review cho nhà xem. Ok cái nhà, thì trời cũng tối rồi cái nhà, thì Hiếu cũng bắt đầu đi thăm nha cái nhà. Mới nãy cuốn ngoài kia đựng cái dinh con à, đây dinh con nha. Chùa cũng còn chạy nhiều quá ta. Nha, chùa hai con, 27. Một đây dính con. Rồi chuột mini. Chuột gắn nghe nha. 37 ba con. Ồ, đây dính nữa. Thăm mấy cái à. Mình đặt ít á, mình cuốn luôn, không đi thăm. Lúc trước Hiếu đặt nhiều là Hiếu đi thăm xong rồi dài lại, ở đây không có dính ta. Nhiều. Đây hết rồi, tới đây mấy cái nữa, hết con khúc này. Khúc kia mới có nữa, ồ đây dính rồi. Chuột mini đây dính chuột này, cái gài nữa là sáng dính nữa, tại Hiếu gài cuốn gì gài ít cuốn gì còn nó trời muốn dính mỗi cái bẫy luôn cả. Chứ là mùa này lúc trước Hiếu gài mười mấy hai chục ký chuột chạy. Trời. Đặt chuột đó cũng vui. Nhìn cái thì thức khuya này nó nắng thì đặt ban ngày nắng. Mùa này không dính. Đặt chiếc chuột chiên. Chiên giòn ăn cơm. Cỏ tươi. Khúc ngoài đó cũng được mới. Ở đây mới có 7 nữa. Thực quốc. In này. Vỏ bự mà đặt có mấy chục cái. Chạy ra. Dính. Chuột chạy, chuột con. Cắt lúa này chuột con nhiều. Trời con này nháo. Chuột con luôn à. Rắn. Dính gì nữa nè, con bự cái nhà ơi. Mình chụp bự nè, thấy nè, hai ba con bự như nhỏ 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 chiên giòn. Thank you.
tính em mini. Dính trên ta. Này chuột chưa có chạy, chưa có xuống. Thì người ta bắt rồi vậy biết. Mấy cái nó hết luôn rồi. Ôi này. Dính nữa kẹp chết luôn. Mini mồi đặt chục con nhiều, cũng đi thăm nhiều và dính nhiều, thu con bự nữa. Đó, thấy không? Bự nữa. Đó. Đó. Mấy cái nữa à, cái nhà ơi, cô nằm cái nữa. Ô đây dính nữa. Chợ này dính ba con luôn, lộng luôn. Nè. Nè thấy không? Ba con, hai nhỏ một lớn. Ba con một lồng luôn cả nhà ơi. Đây. Rồi cái này mà đặt có mấy chục bẫy đó, mà đặt mấy trăm bẫy là lúc luôn nhóc nha. Chục. Con bự nữa nè. Thấy không, nói chiều mà cái chỗ cái đường nước này dính hay lắm, hay dính lắm. Đây đó, còn bự dữ ta. Ồ, đầy lòng luôn con này, chụp đực. Ồ, con bự nữa kìa, bên kia dính con bự kìa nha. Cái bẫy này không có dính rồi. Đó. Quá đã. Rồi, hết rồi, cái cuối cùng chứ đâu. U, cái cuối cùng cũng dính bự nữa. Bự luôn. Êm mà nha. Đó. Đó. Thôi giờ Hiếu úp video nhà, hồi nữa qua mình chia coi ông anh gài bển á, coi cuốn được nhiều không nha cả nhà. Đây cái nhà thì thành quả của Hiếu nè, đó như đây nè, đập hai mười, đập có nhiêu đây, bảy nha, mười mấy 20 cái gì à, thì cũng được như đây đi đó, bự nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con bự rồi, mấy con nhỏ nữa cũng được, đủ ăn rồi. Anh chị giờ mới đang đi thăm nè, mà Hiếu chắc không đi đèo quy luôn cái nhà, giờ tối rồi về luôn rồi đó. Đi đặt ngoan kinh này rồi đó, một đống luôn này, là đi thăm mấy tiếng hộ mới hết đó. Giờ Hiếu tính đi đèo quy mà lâu quá rồi, giờ Hiếu xin up video nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.